Rồi. Hát. Biết sao? Không hát. Hồi nãy nó không hát. Không. Hát ngoài mày thích thằng con rồi bắt đầu. Tâm vỡ cây đàn. Tâm vỡ cây đàn. Người ơi, người ơi. Rồi đấy tôi nhớ rồi. Đi ngày xưa có một người con gái có giọng nhỏ. Em bảo tôi à, anh đi học đàn sẽ đàn theo những lúc em ca, những ngày hoa mộng đời ta. Thôi tôi hát xong rồi nha. Chơi biết chưa bài. Thôi đến giờ đi xuống kìa. Về nhà học bài. Không xong rồi mày. Đang hát dữ dữ nha. Hát xong rồi. Bây mày làm kiểu gì? Đang tụng kinh. Đây giò nhão quá. Thôi nhão đi. Ngồi mình chơi đi hết. Hồi lấy nên chở chạy xe. Cứ ngồi nó hồi chở chạy xe. Chở chạy. Rồi hát một bài bằng câu câu đi. Không có câu chứ mày tao không người đâu mày chó mày. Thôi kia nó bay ra mày. Quay mày. Để tao. Không thấy nữa rồi. Bay ra nữa. Không mấy bài này. Thôi chậm thấy không? Thôi thôi. Thôi để tao chốt bảng hát đi. Cái này bay vô mồm mà. Ê. Đây là con vợ. Đây để lát nữa tới tao đặt nó cho. Tao đặt nó đi. Tuổi không có người kia. Đặt mất dạ dạ. Qua dạ. Sao mà đang nè, ịnh nó vô mặt. Tinh tao. Mày cái tinh tao chứ. Mày đang ngoài lưới. Mày đánh giá thăm khả năng đâu rồi. Mày in để tìm mày rồi. Còn hơn là over để tìm mày rồi. Ok á. Lấy nó bay tới đây tao đập. Để nó đập đi. Đập nó bay vô mặt tao. Không ịnh vô, ịnh cái tờ giấy vô mặt đó. Muốn đặt qua đó hả? Nó đặt cho nó nát bét nha, không nó sực cái chất gì nữa nè. Nó sực hết bên luôn. Đâu, mày tỉnh nó bằng tờ giấy mà. Đặt cho nó không dính. Hay có khi nào nó tới giữa ta, tôi muốn cái mặt nó vô mày nước nữa. Nó vô đầu rồi. Cầu lông nó chậm. Khi lập đến cửa để xuống xe. Phải nói tôi đánh cầu lông thôi bị tỉnh. Quay hoài, dẹp đi, quay hoài. Không có thích ngồi tí à. Giờ sao? Giờ cũng về. Đây cứ bay lên quẹt. Rồi, nó lớn rồi không ngồi nữa. Tới chưa? Mày bấm nút chấm. Gần tới rồi. Ở quận Tân Phú kìa. Bấm nút chấm. Chưa mà. Thôi tụi bay ở lại may mắn nha. Cứ chạy đây. Ta giao nhiệm vụ cho mày. Đây là băng dĩ hình hay nhất rồi. Sao mày quay tao hoài, mày không quay mấy cái kia nào quay tao hoài. Mày mắc cười. Cười luôn quay. Mày là mày thua. Ok. Nào mày hát thì tao gần quay hứa luôn. Hát câu gâu á. Chạy tới. Mà thôi, tao đứng cho tụi mày xem mày mà thôi. Mấy đứa con nít chừ xem. Với mày là con gì? Con ngồi. Đi
Ngược lại mà. Nó té thì nó này. Dây điện không đây vậy? Chào mày. Đó, đó chưa? Chưa. Xe sắp đến nhà bạn nhé. Khi nào đến cửa để xuống xe. Bye bye. Bye nha mấy em. Nó lại mình giỏi. Nè. Nó còn nợ mình một bài hát. Ok, tự nhiên. Không tái rồi mày. Chừng nào là mày phi gâu gâu chứ. Rồi.